Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục trong cái phần các cái tuyệt chiêu và các cái chiến lược khuyến mại, bài số 2. Trong bài này tôi lại tiếp tục trình bày với các bạn ba cái chiến lược tiếp theo, đúng không ạ? Thì để không mất thời gian nữa thì ta sẽ đi vào luôn cái chiến lược mà tôi muốn trình bày với các bạn, chiến lược thứ tư. Đấy là cái chiến lược khuyến mại vào các cái dịp giờ vàng, ngày vàng, tuần lễ vàng, tháng vàng, năm vàng. Nói chung cái gì vàng cũng được, đúng không ạ? Thì đây là một cái chương trình mà chúng ta cũng thấy là rất là thường xuyên áp dụng những cái tuyệt chiêu, những cái chiêu thức mà các nhà bán lẻ, các nhà bán buôn vẫn thường xuyên để áp dụng để thu hút khách hàng mới cũng như là các khách hàng tái mua, đúng không ạ? Ví dụ như là một cái hãng X gì nào đó, họ đưa ra chương trình giờ vàng giá sốc, đúng không ạ? Chỉ giảm giá một số nhóm mặt hàng nhất định vào một số giờ nhất định, ví dụ như là giờ thấp điểm, đúng không ạ? Hoặc là những ngày trong tuần là ngày thấp điểm, hoặc là tuần lễ vàng của một cái sản phẩm nào đấy, ví dụ tuần lễ vàng của Panasonic, tuần lễ vàng của LG, tuần lễ vàng của Apple, mà do một số cái hãng điện máy họ đưa ra, ví dụ như thế, đúng không ạ? Thế thì cái bí quyết của nó là gì? Là giờ nào, ngày nào và tuần nào, nhóm sản phẩm nào, thương hiệu nào, được chưa ạ? Đấy. Thế rồi thì nhóm mặt hàng nào áp dụng cái tuần lễ này thì bao nhiêu phần trăm họ sẽ muốn đẩy mạnh cái dòng sản phẩm đó lên, đẩy mạnh cái thương hiệu đó lên. Chúng ta đi vào truy cập vào cái trang web của các công ty điện máy, chúng ta thường thấy là có tuần lễ của hãng X, tuần lễ của hãng Y, tuần lễ của hãng Z, đúng không ạ? Kiểu như thế. Và bạn cũng có thể áp dụng các cái nhóm sản phẩm mà tuần lễ để cho sản phẩm của mình. Nếu mà ví dụ bạn làm thời trang, đúng không, thì như là tuần lễ cho giày thể thao, tuần lễ cho giày bé trai, tuần lễ cho giày bé gái, tuần lễ cho giày búp bê, tuần lễ cho dép xăng đan, đúng không ạ? Kiểu như vậy. Hoặc là một ngày trong tuần thì bạn luôn có một cái là big hours, đúng không ạ? Vào một cái giờ đấy là giờ bùng nổ hay big bomb gì đó cũng được để bạn làm cái chương trình khuyến mại cho mình. Tóm lại là cái tư duy của cái chương trình này đó chính là gì ạ? Bạn khuyến mại giờ vàng, ngày vàng, tuần lễ vàng, và thậm chí bạn chọn vào những cái khung giờ thấp điểm để bạn gia tăng khách hàng lên, được chưa ạ? Cái tuyệt chiêu số 5 mà cái chiến lược số 5 chúng ta nói đến đấy chính là chúng ta khuyến mại theo chương trình mua 1 tặng 1. Thì brand get on free là một trong những cách thức mà các cái nhà bán lẻ trên thế giới họ cũng sử dụng rất nhiều, và dịch ra tiếng Việt đấy là mua một sản phẩm thì tặng một sản phẩm. Thế thì ở đây thì các bạn có thể áp dụng nó với nhiều cách thức. Ví dụ như là mua một sản phẩm, tặng một sản phẩm giá trị tương đương, hoặc là mua một sản phẩm, tặng một sản phẩm có giá trị thấp hơn sản phẩm giá trị được mua, đúng không ạ? Hoặc là mua một sản phẩm chính và tặng một cái sản phẩm phụ, hay là mua một sản phẩm có giá trị cao, tặng một cái sản phẩm có giá trị rất là thấp. Đấy. Ví dụ như là bạn có thể mua ga thì tặng bếp, đúng không ạ? Mua điện thoại thì tặng ốp lưng, tặng pin, kiểu như thế. Đấy gọi là mua một tặng một đối với những cái sản phẩm có giá trị thấp hơn, được chưa ạ? Thế rồi thì bạn cũng có thể là gì ạ? Mua một sản phẩm giày dép, tặng một sản phẩm giày dép có giá trị ngang bằng hoặc thấp hơn. Mua một chiếc ô tô, tặng một chiếc ô tô, đúng không ạ? Tất nhiên nếu mà làm như thế thì sốc quá, đúng không ạ? Mua một chiếc iPhone, tặng một chiếc iPad thì cực kỳ khủng khiếp. Thì hiện nay đấy là cái cách mà chúng ta nói là ban get ăn free là như vậy, đấy chứ ạ? Bạn có thể sáng tạo bất kỳ những cái chương trình nào đấy để làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như mua iPhone thì bạn không tặng được iPhone, đúng không, thì bạn tặng sạc pin, bạn tặng ốp lưng, bạn tặng miếng dán cường lực, bạn tặng các dịch vụ đấy, bằng cách là bạn sẽ mua hoặc là đặt sản xuất những cái quà tặng nha. Bí quyết của cái chiến lược khuyến mại này đó chính là mình phải nghĩ ra được những cái quà tặng mà có giá trị về mặt kinh tế, thế nhưng mà lại có giá trị về mặt kinh tế, thế nhưng mà lại mình sản xuất ra lại giá rất là hợp lý. Ví dụ như là bạn tặng một cái sạc điện thoại giá có thể là 300-400 nghìn, nhưng mà bạn đặt bên Trung Quốc có khi chỉ mấy chục ngàn thôi, là mình đã được một cái quà tặng rồi, đúng không ạ? Đấy là cái cách chúng ta làm, đúng không ạ? Và chúng ta chọn được những sản phẩm. Ngày xưa ấy, tôi tư vấn cho một cái hãng thời trang ấy, thì chúng tôi đã chạy một cái chương trình là cứ một hóa đơn 250 nghìn thì tặng một cái gậy chụp ảnh tự sướng trị giá là 150 nghìn. Thế thì cái giới trẻ nó rất là thích cái gậy chụp ảnh tự sướng, mà cái thời điểm đấy cách đây là đã 2.5 năm 3 năm rồi, thì lúc đấy cái sản phẩm đấy nó còn rất là mới và người ta chưa biết đến giá trị của nó.
thì nhập một cái gậy tự sướm như vậy chỉ có 30-40 ngàn thôi, và trên một cái hóa đơn 250 ngàn, thì bạn thấy không, 30 ngàn với 250 ngàn, thực ra bạn mới đang giảm giá có khoảng 11-12% mà thôi, mà trong khi đó bạn giảm giá 20% khách không quan tâm, đúng không ạ? Đấy là cái mẹo, đấy là cái sự thông minh của người làm chương trình khuyến mại, và chương trình đấy đã đem lại hàng nghìn hóa đơn cho cả cái chuỗi bán thời trang đó. Tất nhiên tại thời điểm này nếu bạn áp dụng chương trình như vậy thì nó sẽ không còn hấp dẫn nữa, bởi vì người ta biết là cái gậy chụp ảnh tự sướng này chả đáng bao tiền và tôi cũng chẳng thích. Thế thì mình phải tặng cái khác nó hấp dẫn hơn, có giá trị hơn, đúng không ạ? Như tôi mới nói là bí quyết của nó chính là quà tặng. Đấy, hoặc là mình sau này mình sẽ có những cái chiến lược là tặng dịch vụ sau. Mình không tặng hàng hóa hữu hình thì mình tặng dịch vụ, đúng không ạ? Thì sau này tôi sẽ nói thêm các chiến lược khác. Cái tuyệt chiêu tiếp theo là tuyệt chiêu và chiến lược số 6. Đấy là mình khuyến mại giá sốc, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta đưa ra cái giá rất là sâu. Ví dụ như là bán toàn bộ sản phẩm với giá trị là 199.000, đúng không ạ? Khuyến mại đồng giá đấy, thì sắp tới chúng ta sẽ có một cái chiến lược đồng giá. Thế nhưng mà đây là giảm giá sốc, giảm giá sâu. Chúng ta cũng có thể là đưa ra được những cái chương trình như vậy, kèm theo những cái điều khoản hạn chế, điều khoản mua bắt buộc như này như khác, nó khó khăn một chút, đúng không ạ? Và các cái cửa hàng bán lẻ hiện nay rất là hay áp dụng. Đây là một cái cách mà để giúp kích thích, đúng không ạ? Ví dụ như là mình bán một cái sản phẩm này giá rất là thấp, nhưng mà mình chỉ bán giới hạn số lượng là chỉ 5 sản phẩm thôi, trong cho 3 người đầu tiên thôi, hay là cho 10 người đầu tiên thôi, đúng không ạ? Đấy là cái tuyệt chiêu tôi muốn nói là cái khuyến mại giá rất là sốc. Mình sẵn sàng là gần như là dạng cho đi, nhưng mà mình sẽ giới hạn, đúng không ạ? Hoặc là bán mang tính tượng trưng thôi, để khách hàng người ta share, người ta xếp hàng đến với cửa hàng của bạn để nhận cái sản phẩm đó. Nó là một cái cách để làm truyền thông nữa, được chưa ạ? Vâng, thì tôi cũng vừa trình bày với các bạn ba cái cách thức, ba cái tuyệt chiêu, ba cái chiến lược, đấy là giờ vàng, ngày vàng, tuần lễ vàng, năm vàng, bất kể cái gì cũng được, đúng không ạ? Rồi thì khuyến mại mua một tặng một, và cái khuyến mại giá rất là sốc, đúng không ạ? Thế thì ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong cái bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.